Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cảm xúc giữa tình nghĩa vợ chồng. Vợ bị đuối nước không tìm thấy xác. Sau một năm, người chồng đi tái hôn, và lúc lật ga giường lên thì anh ta bật khóc nức nở. Câu chuyện như thế nào? Và sau đây thì tôi kính mời cô chú anh chị cùng các bạn hãy lắng nghe. Vợ đuối nước không tìm thấy xác. Một năm sau anh chồng tái hôn, vừa lật ga giường lên liền bật khóc. Nhìn thứ giấu dưới ga giường, anh chỉ biết bật khóc và đau đớn, và ngay lập tức hủy hôn lễ. Đến tuổi trưởng thành, Linh Hua lấy vợ ngay trong làng. Nhà anh ở đầu làng, nhà vợ ở cuối làng, nên đám cưới diễn ra rất là đầm ấm, gần gũi. Mấy năm sau, vợ chồng anh sinh ra một trai, một gái. Cuộc sống vẫn hạnh phúc, nhưng kinh tế gia đình có phần eo hẹp, nên Linh phải lên thành phố đi làm thuê. Linh nhanh chóng kiếm được công việc ổn định, tiền lương mỗi tháng gửi về cho vợ con cũng dư dả hơn. Đến khi con gái được 4 tuổi, con trai 3 tuổi đang làm việc, Linh bỗng nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nghe tiếng nói nghẹn ngào mà lòng anh như chết lặng. Vợ anh ngã xuống sông chết đuối, anh phải về ngay để lo cho con. Nghe kể lại, vợ anh ra sông lấy nước giặt quần áo, chẳng may trượt chân rồi chết mất xác. Họ hàng gia đình anh đã ra sức tìm kiếm nhưng không thấy cô ở đâu. Không chấp nhận được cú sốc quá lớn này, ngày nào Linh cũng ra sông thẫn thờ ngồi câu cá với hy vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy xác của vợ. Vài tháng trôi qua, hy vọng cũng dần dần tắt lịm. Nhìn hai đứa con nheo nhóc cùng lời thúc giục của mẹ, Linh quyết định làm quen với một người phụ nữ ở làng bên. Đây cũng là người số khổ kết hôn được 2 năm chưa có con gái. Dì bị chồng đánh đập nhiều quá nên phải cay đắng ly hôn. Dù chưa sẵn sàng, nhưng trong lòng mọi hy vọng đã hết, Linh cũng đành chiều lòng mọi người để đi thêm bước nữa. Thâm tâm không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này, nhưng Linh vẫn cố gắng đi mua tấm đệm mới trải cho đêm tân hôn, coi như không làm mất lòng mọi người. Nhưng vừa lật tấm đệm cũ lên đã thấy Linh bỗng dưng hóa đá. Bên dưới là một quyển sổ tiết kiệm và hồ sơ bệnh án. Sổ tiết kiệm có hơn là 100 triệu, là số tiền vợ Linh đã tích cóp bao năm nay. Hồ sơ bệnh án cũng là của cô, ghi rõ là ung thư vú. Tai Linh bỗng ủ đi. Chẳng lẽ cái chết mất xác của vợ anh là có điều gì là ẩn giấu? Lập tức là Linh phát điên, hỏi mẹ mình. Vừa nghe xong câu chuyện, anh phi như bay đến nhà vợ mình ngày xưa. Anh đến nơi bất ngờ khiến gia đình bên kia ngỡ ngàng. Mẹ vợ cũng đánh rơi bát cháo. Hùng hổ đi vào trong, anh chết điếng khi thấy người phụ nữ trẻ gầy gò đang nằm yên tĩnh trên giường. Thấy anh vào, cô liền quay mặt đi như muốn che giấu không phải vợ anh thì là ai. Thì ra khi phát hiện bị ung thư, lo sợ sẽ liên lụy đến chồng và con, nên cô giả vờ chết. Quỳ xin mọi người giấu bí mật này, thực chất chỉ có mẹ anh và bố mẹ cô biết chuyện này. Cô muốn mình ra đi thanh thản mà không ảnh hưởng đến mọi người. Linh bật khóc. Anh không ngờ vợ mình là ngu ngốc đến thế. Anh ôm lấy cô nói rằng sẽ đưa cô đi khám. Chỉ cần cô khỏi bệnh ở bên bố con anh, dù có vất vả thêm 10 năm, 20 năm nữa, anh cũng là đồng ý. Vâng, một câu chuyện quá là xúc động
đối với một người vợ vì chồng, vì con mà đã hy sinh. Tức là hai người lấy nhau đã có hai mặt con rồi. Chồng thì đi làm ăn xa kiếm tiền gửi về nhà. Người vợ ở nhà tích lũy quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Và cô đã phát hiện ra trong người của cô đã bị ung thư vú. Và cô chỉ nói với mẹ chồng và bên phía vợ biết là mình đã bị chết đuối rồi, để cho chồng khỏi là bị đi tìm nữa. Và cô về nhà bố mẹ đẻ nằm chờ chết. Nhưng sau khi là anh ta đã cũng đi tìm vợ ở bờ sông rất là nhiều nhưng không có thấy. Và lúc tái hôn để cưới vợ khác về, anh ta để chuẩn bị thay cái ga ở giường thì phát hiện ra bức thư và cái sổ tiết kiệm. Nên anh ta đã bỏ chạy qua bên nhà phía vợ. Và không ngờ vợ anh đang bệnh và nằm ở đó. Anh ta liền chạy vào ôm vợ. Vâng, đây là một câu chuyện rất là hay về tình nghĩa vợ chồng đã hy sinh về nhau. Và nhất định là anh ta sẽ hủy hôn và sẽ nuôi vợ, kiếm tiền thật nhiều để lo cho vợ trị khỏi được cái căn bệnh ung thư này, để vợ chồng đoàn tụ, con cái có mẹ. Đây là một câu chuyện rất là hay. Và tôi cũng cầu chúc cho là chị tai qua nạn khỏi và sẽ là điều trị khỏi cái bệnh ung thư vú. Và thưa các bạn, trong những tháng ngày vừa qua, tôi là rất chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhất là cô chú anh chị trong và ngoài nước, luôn là đồng hành, đóng góp ý kiến, rồi ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng tiếp thu ý kiến của quý vị và các bạn và để ra những video chất lượng hơn, hay hơn và cập nhật những thông tin nóng và nhanh nhất để kịp thời gửi tới quý vị và các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Càng ngày thì các bạn cũng biết đó, tình hình an ninh trật tự trong nước rất là phức tạp. Rất phức tạp. Vì ngày nào tôi cũng là gửi tới cho quý vị và các bạn một đến hai tin về an ninh trật tự và kèm theo những câu chuyện trong gia đình, xã hội, để mong gửi tới phục vụ cô chú anh chị gần xa. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.